Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng bằng chất liệu gỗ vụn thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ hoành phi câu đối nền trơn không chặt gấm. Đây là đơn đặt hàng của anh Dương, anh ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Anh đã đặt hàng online chúng tôi qua Zalo 0986 883349. Thì anh ở xa không về được. Thì hôm nay chúng tôi làm xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại một video clip để giới thiệu tới gia đình anh và cũng như là gửi tới toàn thể khách hàng trên toàn quốc. Thì bước hoành phi của anh là anh yêu cầu làm nền trơn. Trong lòng ván là chúng tôi làm dày 3 phân, chạm 3 chữ Đức Lưu Quang có phụ đề tiếng Việt và xen kẽ là chúng tôi đục tứ quý. Xung quanh phần ván chúng tôi chạy chữ công. Phần khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân. Đây là đơn đặt hàng của anh Dương ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Bức hoành phi hay còn gọi là đại tự. Trong clip trước thì chúng tôi cũng giới thiệu một bộ hoành phi câu đối của khách hàng ở Gia Lâm, Hà Nội. Thì trong đầu tháng 6 này chúng tôi sẽ bàn giao liên tục đồ thờ cúng cho những khách hàng đã đặt hàng và một chiếc khám thờ của một bác ở Thanh Hóa. Câu đối chúng tôi làm với kích thước là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Câu đối bên phải chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Toàn bộ có phụ đề tiếng Việt ở phía dưới để cho quý vị dễ hình dung nghĩa của chữ Nho. Phần diềm thì chúng tôi chạm lá tây và gấm hoa chanh. Đầu trên chúng tôi chạm phượng hoàng và phía dưới chúng tôi chạm nghê. Đây là câu mẫu câu đối phẳng. Trong clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu mẫu hoành phi lồng cuốn thư và câu đối rơi lẵng. Mỗi người một sở thích. Quý vị mà ưng mẫu sản phẩm này, quý vị có thể chụp màn hình gửi qua Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng bộ một. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành thì nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi cũng khuyên khách hàng là nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Và đặc biệt quý khách đặt hàng ở xa mà không về được thì trước khi xong mộc thì chúng tôi sẽ quay lại một clip để báo cáo với khách hàng là chúng tôi đã sản xuất xong. Chúng tôi sẽ quay lại kỹ tỉ mỉ video một lần để cho quý vị ở xa không về được, quý vị có thể xem qua YouTube hoặc quý vị có thể truy cập vào Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành, quý vị có thể lấy hình ảnh chi tiết hơn, từng góc cạnh, từng chỗ một sắc nét hơn. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên trên YouTube cũng như là hình ảnh chúng tôi sẽ chia sẻ qua Zalo. Quý vị sẽ liên hệ theo hai số hotline trên màn hình. Trong clip sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị là 9 mẫu hoành phi của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Thì trung bình một ngày chúng tôi sản xuất ra 10 bộ hoành phi câu đối như này để đáp ứng nhu cầu thị trường chơi đồ thờ cúng ngày càng cao. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm.